Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hana đây và hôm nay chúng ta đã quay lại với Hana's Vlog. Ok, và đây là cái vlog thứ hai của mình. Thì chủ đề cái vlog thứ hai thật sự không có gì nhiều hết vì mình không có đi đâu hết các bạn ạ. Tại vì hôm nay là một ngày lockdown và chính vì thế mình không được đi shopping, không được đi hiking các kiểu. Nhưng không sao, mình và roommate của mình đã có một cái idea, đó chính là tụi mình sẽ nướng một cái bánh chocolate. Thực sự là nói nghe chữ nướng chứ nó hoành tráng vậy thôi, chứ chúng mình đã mua bột trộn sẵn rồi. Và ok, let's go. Vậy là hôm nay mình đã muốn mua một cái loại như thế này. Cái này là chocolate cake mix. Chúng ta cần 3 quả trứng. Thì mình đã có chuẩn bị ở trước đây 1/4 cốc nước. Đây là nước. Mình đã chuẩn bị 1/3 cốc oil. Thì bây giờ mình đã có oil ở đây. Mình cần có một cái đồ để khuấy và một cái phở lòng. Mấy bạn ơi, dạo này á dịch corona ghê quá mấy bạn ơi. Thật sự thì ngày nào mình cũng theo dõi tin tức hết trơn á, nhưng mà mình cảm thấy lo thật sự. Ok, bây giờ nó đây là 43 gram cho một serving, thì mình tính là 43 gram là một cái cốc như thế này. Mình cũng không rõ nữa, mình bỏ vô đại đi. Chắc là được ăn được không? Ngày 14 tháng 3 theo giờ Việt Nam á, là đã có 53 ca nhiễm tại Việt Nam rồi. Thì thực sự là 53 ca nhiễm đó vẫn chưa có ca nào hồi phục hết các bạn ơi. Chúng mới là tình hình, mà tình hình dịch bệnh thì không chỉ có Việt Nam mà bị ảnh hưởng, mà còn có rất nhiều nước bị ảnh hưởng. Và cả thế giới thì đã hiện có là 150, thì trong đó là có 5.000 mấy ca tử vong ấy, mình cũng không nhớ nữa. Mặc dù là có tới 70 mấy ngàn ca được hồi phục, nhưng mà thực tế ra là cái số còn lại cũng quá là nhiều. Theo mình được biết á, ở bên Mỹ là hiện tại bây giờ đó là tất cả mọi trường học đều đã chuyển qua học online hết rồi, không có học theo cái kiểu mà gọi là face to face nữa đâu. Cả các trường mình cũng vậy luôn. Tuần sau trường mình đã bắt đầu đi bắt đầu được nghỉ spring break. Thì sau cái kỳ nghỉ xuân á thì trường mình sẽ áp dụng cái phương thức mới như thế này. Xong mỗi lần mình đọc chứng nó bẻ tè lẹt luôn, ghê quá. Rồi tiếp theo là mình cần 1/4 cốc nước. 1/4 cốc nước mình sẽ lấy chuyện cái cốc này luôn đi cho nó sạch. 1 nè, cho thêm 1/3 cốc dầu vô nữa. Các bạn đợi mình một chút xíu nhé. Mình cũng có một cái câu chân thành khuyên với các bạn như thế này. Nếu như các bạn đang mà ở châu Âu thì hãy nên consider để mà về nước. Cái việc về châu Âu mà bị tràn lan như vậy chứ đâu có ai đoán được đâu, đúng không? Ở Canada nó cũng y chang như bên Mỹ luôn. Ngon á. Ở Úc á, thì mình nghe nói rằng thôi là ở Úc hiện tại bây giờ vẫn còn đang đi học. Nhưng mình thấy rằng á, tình hình dịch bệnh như thế này mà Úc vẫn tiếp tục kiên cường cho đi học thì là cũng hay lắm à nghe. Nên các bạn sau khi mà biết xong thì nó sẽ làm một cái bô như thế này. Mình thấy mình cho đủ bột vô để mình cho các bạn xem. Đây là cái ao mình chuẩn bị trước nè, sẽ đổ vào. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ bánh vô lò nướng. Các bạn đợi thằng một tí. Trời ơi, bây giờ mình bận đồ nè. Vỗ tay vỗ. Mà bây giờ hiện tại thì mình đang đợi cái bánh, chừng nào nó làm xong rồi mình sẽ cho các bạn có thành quả nhé. A few moments later. Ok các bạn, và sau 30 phút thì mình nghĩ là bánh của chúng ta có đã chín rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy bánh ra lò nhé. Ok, để chúng ta chiếc bánh nào. Dùng một cái đũa như thế này. Thông thường người ta hay dùng tăm cho mình không có đũa. Bây giờ, ok, mình sẽ chọt vào thử nhé.
Alright, các bạn thấy không? Khi nướng bánh mà nếu như bánh đã tơi như thế này thì chắc chắn bánh đã chín rồi. Khi bánh chín thì chúng ta chỉ cần tắt lo. Hiện tại bánh của chúng ta đang rất nóng, cho nên là mình đang đợi cho bánh nguội. Có rất nhiều người đã khi bánh nóng như vậy đã bỏ bánh vào tủ lạnh để cho nó cua đau nhanh hơn, nhưng mình không làm như vậy đâu. Cái thứ nhất là nếu như mình làm như vậy, cái độ xốp của bánh nó sẽ không còn nữa, làm cho cái bánh chúng ta mất ngon đi. Vì mình đã không có dự định là sẽ ập thêm cream hay cái gì hết cho vào bánh. Chính vì lý do đó là mình sẽ để cho bánh cua đau tự nhiên. Và trong thời gian chờ đợi đó thì chắc mình sẽ edit video một chút xíu, và cũng có thể nhất có khoảng 15 phút thôi ha. Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có anh. Thấy nụ cười em nhu mì, anh như điện đất cầu chì, lóe lên một tia lửa mém cầu kỳ. Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao? Anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản, nói ra điều cần nói, họ lại nghĩ là anh đang giỡn bình. 30 giây, nàng phút xa nữa. Thì sau 15 phút á, thì cái bánh cũng đã nguội rồi. Mà bây giờ là tiết mục mình thích nhất, tức là tiết mục ăn. Ăn con miếng bánh mà để nguyên cái dĩa xin to hẳn rồi. Thôi nè, bóc chụp vô luôn rồi xong. Đây, các bạn có thấy đó. Đó, bây giờ mình sẽ sắn cho một tí nhé. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon đó. Mọi người ơi, mình nghĩ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và nếu như mọi người thích cái video như thế này, hãy cho mình một like nhé. Và nếu như mọi người có những thắc mắc thì đừng quên comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả mọi người. Và đừng quên share và subscribe kênh channel của mình. Và một lần nữa, tạm biệt tất cả mọi người, bye bye. Và chúc mọi người ngày thật vui.